team has destroyed a tower. Anh nói tiếng Việt mà nó phụ đề nữa. Anh nói tiếng Việt rồi anh em ạ. À. Phụ đề tiếng Thái đi. Cho mấy cái làng nó coi. Mấy cái làng nó coi Guido Việt Nam đi gần. Chào ối vô nha. Rồi chuẩn bị ôm lăn vô nào. Lăn vô. Đừ lập lúa lập lúa. Follow Getty Lô là. Follow Getty Lô. Chọt hai chọt lắm dễ luôn. Thôi bỏ follow giùm mấy anh trai. Ấy có con follow. Em biết con follow là cái con mà giúp người chơi Liên Quân Mobile gọi là có cái cảm giác gọi là ảo tưởng sức mạnh anh em ạ. Rồi anh em nào đặt tai nghe bluetooth hay là bao tai hay là thò tản nhiệt của điện thoại thì anh em liên hệ gọi là Zalo trên màn hình nha mọi người ơi. Tai nghe gọi là bluetooth 350k tặng cây bảo vệ và lại free ship nha anh em. iPhone XR chơi lắc hơn là do nó nóng hơn đại ơi. Cái con gọi là iPhone X là con chip của nó á, là nó nóng hơn. Nó nóng hơn cái con 8 Plus. Nhưng mà hai con đều nóng anh em ạ, hai con đều nóng. Chỉ có con kia nó nóng hơn thôi, nó nóng một lần. Nóng banh càng luôn đó. Bởi vì anh em phải cần xài gọi là tản nhiệt. Nó tùy là nhá thôi anh em ạ. Chứ pha đó một tùy. Sóc biến nữa, trời ơi là trời. Em giỡn rồi mà anh trai. Anh trai căng vậy. Anh trai anh trai show này hơi gọi là hơi nóng máy. Con trò này là nó dưới không độ anh em ạ. Lắp vô là trong vòng là 5 phút thôi là nhiệt độ nó giảm rất là sâu nha anh em. Từ 30 mấy 40 độ nó giảm còn có 20 mấy độ thôi. Họ lắp vô là chơi bảo đảm anh em không bị nóng luôn. Như điện thoại mình là không bị nóng nè anh em. Mặc dù là con mình là đang 8 Bluetooth đi. Nước sôi cũng thành nước đá đúng rồi đó. Bữa nay chú em là nói đúng rồi đó. iPhone 13 gồm mắt chơi bao phê hả? Đúng rồi, một đài 30 mấy cũ đâu phải phê chứ, 3 mấy cũ mà không phê nữa thì thôi nhé. iPhone 13 gồm mắt gì đó, nó phê thiệt nhưng mà nó cũng gọi là nó bị cái bệnh như là ung thư túi tiền của đài à. Nó bị cái bệnh như là ung thư màng túi. Đang giàu có mua cái iPhone 13 cái nghèo khổ luôn. Đây iPhone 8 Plus nè anh em, 5 triệu mấy cái. Xài bao phê. 5 triệu mấy quất tìm cái con sạc cái con gì? Con tản nhiệt 290 nữa. Chơi như iPhone 13 luôn. Thấy ghê gớm không? Thấy ghê gớm không? Đó anh em tích tiền để đợi iPhone 15 ra mình mua. Đây rồi, đúng bài rồi. Ê xu đó đúng rồi. Mày hả bự? Chọt, quẹt. Lắc cái bông ra cái chiêu. Quẹt. Đúng rồi, hay quá, giết của đài này thấy là combo rồi đó. Mày 11 con mắt là chơi ổn rồi, 11 con mắt là tuyển thủ chuyên nghiệp mà đang gọi là xài 11 con mắt đó mọi người. Rồi thử thả xuống coi. Lập lúa liền. Tuyển thủ chuyên nghiệp thi đấu là 11 con mắt đó anh em. Hồi trước là 8 lút, còn bây giờ là anh nâng lên 11 con mắt rồi.